Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái phép đặt cái đòn tay với đặt đòn dâu đó các bạn. Theo trực trong cái nhà ở truyền thống thì mình có người ta gọi là trực này trực kia đó, đặt đòn dâu đòn tay theo trực đó các bạn ha. Thì mình có là 12 trực là kiến trừ mãn bình định chấp phá nguy thành thâu khai bế ha. Đặt theo trực trực mãn hay trực bình, trực định, trực chấp, trực phá gì đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách đặt đó các bạn ha. Đòn tay, đòn dông là cái mái nhà, trên mái nhà của chúng ta đó các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ có cái thứ tự của 12 cái trực này các bạn ha. Thứ tự của 12 cái trực. Đó, thì chúng ta có là kiến kiến này, trừ mãn bình định trực chấp phá nguy trực quy thành thâu khai bế thì chúng ta có thứ tự của 12 cái trực như thế này. Chúng ta học thuộc lòng một cái câu này để chúng ta đếm thôi nhé. Chút nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn tính mình đếm mình khởi ở đâu trên cái đồ hình của bàn tay của mình nha. Kiến trừ mãn bình định chấp phá nguy thành thâu khai bế, chúng ta thuộc cái thứ tự của 12 trực này. Đầu tiên là chúng ta thuộc thứ tự của 12 trực này trước đã. Rồi tìm thứ bước thứ hai đó là chúng ta tìm cái trực của cái gia chủ. Bước thứ hai, đây là bước thứ nhất các bạn ha. Chúng ta biết được cái trực này rồi ha, 12 thứ tự của 12 trực. Thì cái bước thứ hai này thì chúng ta sẽ tìm cái trực chủ đó. Tìm cái trực của gia chủ, tức là cái phụ thuộc vào cái mạng của cái người mà là làm nhà đó các bạn ha. Tìm trực của gia chủ. Thì bây giờ chúng ta mới đặt ở trên cái bàn tay ha. Đặt trên bàn tay. Tôi vẽ cái bàn tay ra. Lúc nào mình cũng sử dụng cái bàn tay mình để đi đâu mình cũng có thể tìm được. Sử dụng cái bàn tay trái của mình ra các bạn ha. Mình bấm ở trên bàn tay của mình. Mình cứ vẽ cái bàn tay ra thôi. Cái chỉ tay để nó ra cái hình dạng của cái bàn tay. Các bạn thì chúng ta quen thuộc cái vị trí này rồi ha. Vị trí đây là ngón đeo nhẫn của chúng ta nè, ngón đeo nhẫn của mình tí Sửu dần, mẹo thìn tỵ, ngọ mùi, thân dậu, tuất hợi. Chúng ta đi nguyên vòng giáp của thập nhị địa chi đó, thứ tự của thập nhị địa chi đó ha. Tý nè, Sửu nè, dần, mẹo, cứ vẽ ra đi. Chút xíu mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm cái trực của gia chủ này nha. Mẹo thìn tỵ nè, ngọ mùi, thân, dậu,
và hợi. Bẻ cái bàn tay ra, chúng ta xác định được cái thập nhị địa chi ở trên này. Rồi, bây giờ chúng ta phải biết được cái mạng của cái gia chủ các bạn ha. Biết được mạng của gia chủ thì chúng ta sẽ khởi cái vị trí của chữ kiến này, chúng ta đếm tới cái vị trí tuổi của gia chủ thì mình sẽ xác định được cái trực chủ đó, cái trực của cái người chủ, người trực chính, để mình làm cái trực của cái đòn dông đó các bạn. Cái mà cao, cái cây mà cao nhất ở trên đỉnh nhà gọi là cái đòn dông, còn những cái cây bên dưới sau đó thì gọi là đòn tàn. Bây giờ chúng ta có một cái câu thiệu ha, các bạn dễ nhớ. Mình biết là cái gia chủ đó thuộc cái mạng đó thì nó khởi cái trực kiến này tại vị trí nào đó. Mình nhớ cái câu này phải thuộc nằm lòng nè, câu này phải thuộc nằm lòng nha các bạn. Đó là trâu vàng, mình cứ thuộc lòng thôi. Trâu vàng, trâu vàng, chó lửa, dê gỗ, rồi đất nước rồng, đất nước rồng đó. Chúng ta thuộc lòng cái câu thiệu này, thuộc lòng cái câu thiệu này. Ta sẽ giải thích ngay sau đây. Trâu vàng tức là gì? Tức là vàng là kim đó các bạn ha, vàng là kim đó. Thì trâu vàng tức là ý nghĩa của câu này là trâu vàng là cái người mà mạng kim đó. Thì chúng ta khởi đếm, chúng ta khởi cái vị trí kiến này nè, khởi cái vị trí kiến tại cái vị trí là sửu các bạn ha. Nếu mà người mạng kim, trâu vàng đó các bạn ha, đó, thì chúng ta làm thuộc mạng kim là chúng ta khởi kiến tại vị trí sửu này ha, khởi kiến này, khởi kiến tức là chúng ta đếm từ cái chữ kiến đó. Chút xíu này là vô ví dụ cụ thể thì mình sẽ rõ hơn cái vấn đề này đó. Chúng ta khởi kiến, khởi cái chữ kiến này, kiến trừ mãn bình định chấp phá nguy thành thâu khai bế, chúng ta đếm cho tới khi nào mà khởi kiến, chúng ta đếm cho tới vị trí của cái tuổi của gia chủ đó đó. Tới vị trí nào thì chúng ta xác định được cái trực của tuổi gia chủ đó là trực gì, trực chủ là trực gì các bạn ha. Đó, trâu vàng. Còn chó lửa là gì? Chó lửa là hỏa đó các bạn ha, chó là tức nè. Đó, tức là những người mà thuộc mạng hỏa thì chúng ta sẽ khởi cái chữ kiến này, khởi kiến tại tuất. Đó, những người mạng hỏa thì chúng ta sẽ khởi kiến tại tuất. Rồi dê gỗ là gì? Dê gỗ, dê là mùi nè, gỗ là mộc. Đó, những người thuộc mạng mộc, những người mà thuộc mạng mộc thì chúng ta sẽ khởi kiến tại vị trí là mùi. Còn cái cuối cùng là đất nước rồng, rồng là thình nè các bạn ha, tức là người mạng thủy, nước là thủy nè, và mạng đất là thổ, mạng thủy và mạng thổ thì chúng ta sẽ khởi kiến tại vị trí thình. Kiến chúng ta sẽ đếm từ đây đó. Chúng ta vô cái ví dụ cụ thể thì các bạn sẽ rõ hơn, sẽ dễ dàng hình dung ra hơn. Này, chúng ta thuộc nằm lòng cái câu này: trâu vàng, chó lửa, dê gỗ, đất nước trồng. Tức là những người mà thuộc cái mạng kim, mạng kim thì khởi kiến, đếm bắt đầu từ kiến đó, kiến trừ mãn bình định đó ha, khởi kiến tại vị trí sửu. Chó lửa thì chúng ta khởi kiến tại tức là mạng hỏa đó, chó lửa là mạng hỏa thì chúng ta khởi kiến tại tuất. Dê gỗ tức là người mạng mộc thì chúng ta sẽ khởi kiến tại mùi. Đất nước rồng thì chúng ta sẽ khởi khởi kiến tại
tại thình, đó là mạng thủy, mạng thổ thì chúng ta sẽ khởi kiến tại tại thình, và tất cả là chúng ta đi theo cùng chiều kim đồng hồ, ta đếm theo cùng chiều kim đồng hồ các bạn ha. Đó. Thì chúng ta biết như vậy rồi. Cái thứ ba nữa, cái bước thứ ba này. À, bước thứ ba nha các bạn. Thì chúng ta phải biết được cái ngũ hành của cái trực đó để chúng ta tính là nó xung khắc như thế nào. À, nó khắc hay là nó sinh, nó hợp hay là nó phá các bạn ha. Đó, thì chúng ta có cái bài thiệu nữa, cũng là một cái bài thơ nữa. Trong cái phép đặt đầu dông đầu tay này á, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải nắm rõ được cái thứ tự của 12 cái trực này: kiến trừ mãn bình định ha. Kiến trừ mãn bình định, chấp phá nguy thành thâu khai bế. Thứ hai nữa là chúng ta tìm cái trực của gia chủ, thì chúng ta phải thuộc cái câu là trâu vàng chó lửa, dê gỗ đất nước rồng. Đó. Cái thứ ba là bước thứ ba các bạn ha. Thứ ba thì chúng ta phải tìm được cái ngũ hành của trực. Ngũ hành của trực là gì? Là những cái chữ này: trực kiến, trực trừ, trực mãn, trực bình, trực định, trực chấp, trực phá, trực nguy, trực thành, trực thâu, trực khai, trực bế. Thì nó thuộc cái ngũ hành là thuộc cái kim, thuộc cái thủy, thuộc cái hỏa, thuộc cái thổ, là thuộc cái mộc đó, các bạn nha. Thì chúng ta có cái bài thiệu để cái bài thơ chúng ta đọc thuộc lòng để chúng ta nhớ nha. Rất là đơn giản thôi, không có gì hết. Chúng ta làm tới làm lui, thực hành tới lui thì nó sẽ rất là dễ các bạn ha. Bây giờ tôi ghi cái bài thiệu này ra, tức là cầm gươm mà chém thành khai. Thì trong câu này chúng ta có hai chữ này các bạn ha, thành với chợ lại khai, tức là trực thành này, trực khai này các bạn ha. Cầm gươm mà chém thành khai, người bế có tài, ba gã thuộc kim. Ba gã thuộc kim. À, các bạn thấy chưa? Đó, chữ bế nè, mình có cái chữ bế trong này nữa. Chữ thành, chữ khai nè, cầm gươm mà chém thành khai, người bế có tài, ba gã thuộc kim. Đó, tức là trực thành, trực khai, trực bế thì nó thuộc kim các bạn ha. Rồi, tiếp theo, định, trực định nè các bạn nha. Mình có chữ định nè. Trực định ha. Định thì độc mộc thù hiềm. Độc mộc thù hiềm. Đó, tức là định thì thuộc mộc các bạn ha. Định thì độc mộc thù hiềm. Định thì thuộc mộc nè. Thành khai bế thì thuộc kim, định thì thuộc mộc ha. Trừ nguy thâu thủy. Trừ nguy thâu thủy nè các bạn ha. Bình tâm chế hòa. Bình tâm chế hòa. Đó. Thì mình có ba chữ nè: trừ nguy thâu, bốn chữ luôn các bạn ha. Bình nè ha. Trừ nguy thâu thủy, bình tâm chế hòa, tức là trực trừ, trực nguy, trực thâu, trực bình thì nó thuộc thủy các bạn nha. Tiếp theo, chắp tay phá trận hỏa xài. Chắp tay phá trận hỏa xài. Đó. Thì chúng ta có cái chữ chắp nè, chữ phá nè. Trực chắp, trực phá thì thuộc hỏa các bạn nha. Tiếp theo, mãn kiến tranh thổ đua tài ai hơn. Mãn kiến tranh thổ đua tài
ai hơn. Đó, mình có chữ trực mãn nè, trực kiến nè, thuộc thuộc thổ các bạn ha. Đó, cái bài thơ này chúc các bạn cái bài thiệu này nè, đó bài thơ này các bạn phải nhớ, phải thuộc nằm lòng. Đó. Cầm gươm mà chém thành khai, người bế có tài ba gã thù kim, định thì độc mộc thù hiềm, trừ nguy thâu thủy bình tâm chế hoàng. Chắp tay phá trận hỏa xài, mãn kiến tranh thổ đua tài ai hơn. Bạn thuộc lòng các bạn ha. Đó. Rồi, chúng ta tới cái vị trí này, tới cái bước này, đó chúng ta biết được những cái trực này, kiến trừ mãn bình định chấp phá nguy thành thâu khai bế, những cái trực này nó thuộc cái gì? Thuộc kim, thuộc mộc, thuộc thủy, thuộc hỏa hay là thuộc thổ, ngũ hành của 12 cái trực này các bạn ha. Một vấn đề nữa là cái vấn đề sinh khắc. Thì sinh khắc thì chúng ta phải tìm hiểu luôn. Thường thì ai cũng biết cái vấn đề này hết. Kim mộc thủy hỏa thổ thì cái nào sinh cái nào khắc. Các bạn mà chưa có nắm rõ thì chúng ta tìm hiểu nó rất là đơn giản thôi chứ không có gì hết. Chúng ta tìm hiểu chúng ta sẽ biết. Rất là đơn giản, cái này không có gì phải bàn cãi hết. Ai cũng biết hết. Đó, thì cái sinh khắc này thì tôi sẽ vẽ ra cái đồ hình vẽ ra đây luôn để chúng ta dễ hình dung, chút xíu là chúng ta bàn và cái ví dụ cụ thể tôi sẽ bàn để chúng ta nắm rõ hơn. Ví dụ như thường thì chúng ta đọc cái kim mộc thủy hỏa thổ, đó là đọc suông, đọc vần cho nó dễ đọc thôi. Thực sự thì chúng ta vẽ cái sơ đồ ra thì chúng ta phải biết là cái nào sinh cái nào khắc, vẽ cho nó đúng vị trí các bạn ha. Chúng ta có thổ thì sinh cái gì à? Thổ thì sinh kim, chúng ta vẽ đúng vị trí để chúng ta đi cái vòng sinh khắc của nó hợp lý các bạn ha. Kim thì sinh thủy à. Thủy thì sinh mộc, mộc thì sinh hỏa. Thổ nè sinh kim nè, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Chúng ta đi cái vị trí cho nó thích hợp để chúng ta đi cái vòng sinh khắc cho nó dễ, nó hợp lý các bạn ha. Thường thì chúng ta đọc kim mộc thủy hỏa thổ, đọc cho nó vần thôi. Còn ở đây chúng ta phải biết là thổ thì nó sinh kim, kim thì sinh thủy, thủy thì sinh mộc, mộc thì sinh hỏa, đó. Hỏa thì sinh thổ các bạn ha. Rồi đó là tương sinh đó. Còn bây giờ khắc các bạn ha, kim thì khắc mộc, mộc thì khắc thổ, thổ thì khắc thủy, thủy thì khắc hỏa, còn hỏa thì nó sẽ khắc kim đó. Chúng ta vẽ cái sơ đồ ra. Cái này rất là đơn giản, ai cũng biết cả. Kim sinh thủy là như thế nào bạn ha? Thì chúng ta biết được cái đặc tính của nó thôi, chẳng có là cái gì cả. Kim nó nóng chảy ra thì nó sẽ thành nước. Rồi kim loại nóng chảy thì thành nước các bạn ha. Rồi thủy khắc mộc, thủy sinh mộc, kim thì sinh thủy, kim nóng chảy thì sinh ra thủy. Sinh như các bạn, tương sinh, cái vòng tròn này là tương sinh. Kim sinh thủy, kim nóng chảy thì sẽ sinh thủy. Thủy thì nó sinh mộc, có nước thì cây nó sẽ sống và nó phát triển. Mộc thì sinh hỏa, lửa thì nó đốt cháy cây. Mộc thì nó sinh ra hỏa, cháy thì nó sẽ sinh ra hỏa. Hỏa thì sinh thổ, thổ thì sinh kim. Đó, vòng này là vòng tương sinh. Đó, còn kim khắc mộc, kim thì nó đóng vào cây gỗ, nó sẽ bị rỉ sét này kia, nó khắc tương khắc với nhau. Kim thì khắc mộc, nó đóng vào mộc ha. Mộc thì khắc thổ, tức là cái cây nó ăn vào lòng đất, ví dụ vậy đó. Thổ thì khắc thủy, thổ thì mình dùng đất đó, mình dùng đất đó thì mình chặn được dòng nước. Thủy thì khắc hỏa, lửa đang cháy mà có nước vô thì nó lửa nó sẽ tắt, thủy nó khắc hỏa.
Hỏa thì nó khắc khắc kim, nó làm cho kim kim loại nóng chảy, có lửa thì kim loại nó sẽ nóng chảy, ví dụ vậy. Chúng ta biết được cái sự sinh khắc này thôi, để chúng ta áp dụng vô cái ngũ hành của từng cái trực này, xem nó có là nó sinh hay là nó khắc các bạn ha. Đó thì đến đây thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta xét ví dụ cụ thể. Thì có vấn đề của mình ở đây á, là cái trực của gia chủ á các bạn ha. Ví dụ trên cái nhà của mình có cái đòn tay, đòn dâu. Thì cái đòn dâu là cái cây ở trên đỉnh của mái nhà đấy các bạn ha, là trực chủ các bạn ha. Còn những cái cây bên dưới gọi là đòn tay. Thì ở đây mình biết là cái trực chủ thuộc cái người chủ, thuộc gia chủ á, là cái đòn dâu đó. Thuộc trạch chủ. Còn cái đòn tay thì nó thuộc là vợ con, những người ở trong nhà. Cái đòn dông mà nó khắc với cái đòn tay thì làm cho vợ con ở trong nhà nó đau ớn các bạn ha. Mình ghi ra nè, ví dụ như là mình có là cái đòn dông thì là trạch chủ các bạn ha. Đòn tay, đòn vợ con này, cái đòn dông mà nó khắc cái đòn tay đó thì làm cho vợ con này hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật rồi đó. Còn ngược lại thì đòn tay nó khắc lên cái đòn dông thì làm cho gia chủ gặp tai nạn rồi này kia đó ha, thì cũng tiêu tán tiền bạc tài sản, làm cho nó không có may mắn. Bây giờ chúng ta tính như thế nào để cho nó hợp lý, tính như thế nào cho nó hợp lý, nó tương sinh là nó tốt, không có để là nó tương khắc các bạn ha. Đó, chúng ta biết như thế có ba bước, thứ biết là thứ tự của 12 trực, cái này chúng ta phải thuộc lòng nè: kiến trừ mãn bình định, chấp phá nguy thành, thâu khai bế. Bước thứ hai là tìm cái trực của gia chủ, chúng ta phải thuộc cái câu là trâu vàng, chó lửa, dê gỗ, đất nước trầm. Chúng ta biết là mạng kim thì khởi tại Sửu, mạng chó lửa nè, mạng hỏa thì khởi Tuất, khởi kiến tại Tuất, dê gỗ thì mạng mộc đó thì khởi kiến tại Mùi, đất nước trầm thì khởi kiến tại Thủy Thổ. Khởi kiến tại Thìn, tức là thủy mạng thổ là đất nước đó, mạng thủy mạng thổ thì khởi kiến tại Thìn. Chúng ta bắt đầu chúng ta đếm theo thứ tự thôi chứ không có gì hết. Chúng ta sẽ tìm cái ví dụ, chúng ta sẽ làm cái ví dụ cụ thể để chúng ta rõ hơn cái cách ngay cái cách làm này các bạn ha, cái cách đặt cái đầu dông đầu tay của mình đây ha. Đó, bây giờ tôi ví dụ ha, mình vào cái ví dụ đi. Ví dụ bây giờ cái hôm trước mình tính được cái tuổi, cái những cái video trước đó, những cái bài trước đó, thì mình tính được cái tuổi Tân Dậu các bạn, 1981 đó. Cái tuổi Tân Dậu thì thuộc mạng mộc, thạch lượng mộc, hôm trước mình tính rồi ha. Rồi mình giờ mình lấy cái vị trí cái tuổi đó, mình lấy cái tuổi đó để mình làm cái vấn đề này thử coi nó thế nào. Cái ví dụ ha. Ví dụ như là người Tân Dậu nha, cái tuổi Tân Dậu thì thuộc là mạng mộc các bạn ha. Vậy bây giờ mình xét xem là cái anh mà cái tuổi Tân Dậu này thuộc mạng mộc này, đặt đo đòn dông nè trên mái nhà của anh á, đặt đòn dông nè cộng với lại 6 cái đòn tay, coi nó có hợp lý hay không, có được hay không các bạn ha. Hỏi coi có được hay không, đặt như vậy có được hay không, có hợp lý hay không, nó có hợp phong thủy hay không. Tức là bây giờ cái mái nhà của người ta đó, cái mái nhà thì nó dốc hai bên đấy,
Cái số đầu tay đầu dâm là mình tính một bên nha các bạn ha. Đó, ví dụ như cái mái nhà vậy đó, mình ví dụ là mình lấy một bên thôi, bên kia thì nó đối xứng, nó y chang vậy không là nó hợp lý ha. Bây giờ cái đầu dâm là cái này, đầu dâm là cái cây cây này, cây giữa trên cao nhất nè. À, rồi có 6 cái đầu tay bên dưới. Đó. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 đó, cái đầu dâm với là 6 cái đầu tay. Thì cái anh Tân Dậu, cái tuổi Tân Dậu này làm nhà đặt đầu dâm với là 6 cái đầu tay. Có nó có hợp lý hay không? Nó có hợp với cái cách đặt theo trực này hay không các bạn ha. Đó là bây giờ chúng ta bắt đầu tính nè. Thì mình biết là Tân Dậu mạng mộc ha. Mạng mộc thì mình quay lại cái trên cái bàn tay, cái đồ hình trên bàn tay của mình đây, thì chúng ta biết là mạng mộc thì chúng ta khởi kiến tại đâu các bạn? Đó, mạng mộc thì khởi kiến tại mùi. Mạng mộc thì khởi kiến tại mùi nè, đúng không? Trong vàng chó lửa dê gỗ đó các bạn, vào cái câu là dê gỗ đó, dê gỗ rất nước trầm thì dê gỗ, tức là mạng mộc thì khởi kiến tại dê, tại mùi đây. Đó, mạng mộc thì khởi kiến tại mùi các bạn ha, tức là chỗ này là kiến nè. À, cái kiến là trên cái đồ hình bàn tay các bạn ha. Chúng ta đang tìm cái trực chủ của cái người mạng mộc này nè, cái đòn dông này nè, nó thuộc trực trực gì các bạn nha. Khởi kiến là tại mùi, chúng ta bắt đầu đếm tới cái tuổi Dậu đó. Thì mùi thân Dậu này các bạn ha, thì kiến trừ mãn, đúng không? Kiến trừ mãn, à, mùi nè, mùi nè, kiến trừ mãn, mãn mà tới Dậu nè, kiến trừ mãn, tức là cái trực chủ là trực mãn, trực chủ là cái trực mãn của cái anh Tân Dậu mạng mộc này là trực trực mãn các bạn ha. Đó, rồi chúng ta bắt đầu đếm mãn thì mình đếm theo thứ tự ở trên cái mái nhà của người ta, cái cây đầu tay xuống đó ha. Mãn là tới gì nữa mãn các bạn ha. Mãn bình định, mãn bình định tới trực chấp, phá nguy thành, đúng rồi. Đó, trực chủ là trực mãn nè, cây đầu dâm là mãn nè, đếm xuống 6 cây, 6 cây đầu tay bên dưới là mãn bình định chấp phá nguy thành các bạn ha. Đó, bây giờ mình mới xét là sinh khắc như thế nào các bạn ha. Xét trên cái này mình phải quay lại cái bài mà cái bài thiệu của mình, bài thơ đó, mình coi cái mãn là thuộc cái ngũ hành là cái gì. Mình kiếm cái chữ mãn nó nằm ở đâu trong cái bài thơ này. Đó mình thấy là chữ mãn này các bạn ha, mãn thì thuộc thổ, mãn kiến tranh thổ đua tài ai hơn, tức là mãn này là thuộc ngũ hành là thổ các bạn ha. Đó, mình xem cái cây đầu tay cuối cùng của mình là chữ gì, chữ thành, đúng không? Chữ thành thì các bạn xem nó thuộc cái gì nha. Chữ thành mình quay lại cái bài thơ của mình xem nó thuộc cái gì. Cầm gương mà chém thành khai, người bế có tài ba gã thuộc kim. Ba gã thuộc kim, tức là thành khai bế thì thuộc kim. Bây giờ mình sẽ xem sinh khắc của kim với thổ này các bạn ha. Đã thấy chưa? Đó, thổ với kim thì nó như thế nào các bạn? Thổ sinh kim, vòng tương sinh của mình nè, ngũ hành tương sinh của mình nè, thổ sinh kim nè. Đó, thổ sinh kim các bạn ha, thổ sinh kim, thổ sinh ra kim rất là tốt. Thổ sinh kim thì rất là tốt, miễn là nó đừng có khắc thôi, đừng có cái nào khắc cái nào, đòn dông khắc đòn tay hoặc là đòn tay khắc lại đòn dông thì không được. Còn cái này nó mãn là thuộc thổ nè, thành là thuộc kim, là thổ sinh kim là rất là tốt. Tức là cái anh Tân Dậu này mạng mộc này đặt cái đòn dông với lại 6 cái đòn tay
cho một bên mái nhà như thế này là hợp lý. Bên kia thì nó đối xứng lại thôi các bạn ha. Ừ, hợp lý, rất là ok. Rồi ví dụ như bây giờ chúng ta xét thêm một ví dụ nữa thử coi như thế nào các bạn ha. Hết chỗ rồi. À, ví dụ trên này đi. À, ví dụ. Nhờ cái anh Kỷ Hợi. Anh Kỷ Hợi các bạn ha. Kỷ Hợi cũng mặn mộc luôn. Tôi tính ra thẳng rồi, anh Kỷ Hợi thuộc mặn mộc các bạn ha. Để cho mình biết được cái cách tính này chứ không gì hết á. Kỷ Hợi tôi tính nó sẵn là mặn mộc luôn, cho nên là chúng ta khởi kiến tại đâu ạ? Khởi kiến tại tại mùi, y như là cái anh mặn Tân Dậu này. Chúng ta khởi kiến tại tại vị trí mùi mộc này. Khởi kiến tại vị trí mùi dây gỗ đó các bạn ha. Khởi kiến tại vị trí mùi. Thì bắt đầu chúng ta đếm nè. Khởi kiến tại mùi, chúng ta đếm tới cái tuổi gì? Tuổi Hợi, Kỷ Hợi mà. Đếm tới tuổi Hợi thì khởi kiến tại tại mùi. Mùi nè, Thân Dậu tức Hợi. Tức là kiến nè, kiến trừ mãn bình định. Kiến trừ mãn bình định. Định tới chữ định thì nó thuộc Hợi, là cái trạch chủ á, cái đoàn dông á, cái trạch chủ của cái trực của cái gia chủ này là thuộc cái trực chủ của cái gia chủ mà tuổi Kỷ Hợi này thuộc định các bạn ha. Kiến trừ mãn bình định. Đơn giản thôi. Khởi kiến tại mùi mà chúng ta đếm tới tới Hợi thì chúng ta được trực chủ là trực chủ trực định, trực định. À, chúng ta ví dụ như là cái anh này anh đặt là một cái đồng dòng này, mấy nhà của anh đặt đồng dòng này, đồng dòng hoặc đồng đông cũng được các bạn ha, kêu họ gọi đồng dòng hoặc là đồng đông cũng được, cộng với bốn đồng tay họ tính đặt như vậy đó. Dự tính là đặt đồng dòng với bốn đầu tay. Xem thử coi nó có hợp lý không. Nè ha. Xem coi nó có hợp lý không. Đó, trực chủ là trực định, đồng dòng như là bốn đồng tài ha. Vẽ chỗ này nó hơi chặt các bạn nghe, bên này nó đối xứng là thôi. Đồng dòng này bốn đồng tài, 1, 2, 3 đó, bốn cái đồng tài các bạn ha. Là trực định nè, trực chủ là trực định nè. Rồi chúng ta đếm thứ tự theo thứ tự đó các bạn, theo thứ tự của 12 trực đó. Định này chấp phá, đúng không? Định chấp phá nguy thành. Chấp phá nguy thành. Chúng ta xem thành là gì các bạn. Thành là trực định. Bây giờ chúng ta xác định cái trực định xem ngũ hành đó là gì. Định thì độc mộc thổ hiểm mộc. Thành đâu thành khai nè, cầm gươm mà chém thành khai, người bế có tài ba gã thuộc kim. Không được rồi các bạn ha. Đó thuộc kim. Thành là thuộc kim. Kim với mộc thế nào các bạn? Kim nó khắc mộc, khắc nè, kim khắc mộc là không được ha. Không tốt, đặt vậy là không được. Tức là vợ con nè, cái đầu tay nó khắc lên cái đồng dòng nè, khắc lên trạch chủ nè, làm cho trạch chủ tiêu hao tài sản, rồi bệnh hoạn tai nạn này kia đó. Không tốt, không tốt. Vậy thì chúng ta sẽ thêm
thêm nha các bạn ha, thêm đoạn tay, thêm rồi thêm một cây rồi, nó có hợp lý hay không. À, nếu không hợp lý thì thêm hai cây, như chừng nào mà cho nó tương sinh với nhau là được ha. Thành à, chấp phá nguy thành, rồi thêm một cây nữa thì nó là chữ gì các bạn, vô chữ thâu ha. Trực thâu, trực thâu, chúng ta xem coi trực thâu này nó thuộc gì, thuộc thủy là ok nè ha. Thủy là ok, thâu này nó thuộc thủy tức là trừ thâu, trừ nguy thâu thủy, bình tâm chế hoài, trực trừ, trực nguy, trực thâu, trực bình thì nó thuộc thuộc thủy. À, thủy thì ở trên mình thấy cái trực chủ là mộc, trực chủ là mộc, lên cái trực chủ là mộc, thuộc mộc này các bạn ha. Ừ. Thì thủy, thủy nó sinh mộc, thủy nó sinh mộc. Còn cái kia à, nếu mà trực thành á, tới trực thành bốn cây, đặt bốn cây thì nó thuộc thành, thành được kim thì mà kim nó khắc mộc thì khắc lên cái trực chủ thì không tốt, nhưng mà chúng ta thêm một cây đòn dông nữa là được. Ừ, các bạn, vậy thì cái đặt bốn cây đòn, một đòn dông với bốn cây đòn tay là không được à. Không được, thêm, chúng ta phải thêm một cây đòn tay, thêm một đòn tay. Ừ, thêm cho anh này một cây nữa, tổng cộng cho anh là năm cây thì ok. Ừ, một đòn dông với lại bốn cái đòn tay là ok. Đó, nó ví dụ như vậy đó các bạn ha. Đó, cái cách tính là như nó như vậy. Cái này cái phép mà chúng ta đặt đòn dông đòn tay theo trực các bạn ha. À, nó theo phong thủy, theo cái nhà ở dân gian truyền thống của mình đó, người ta hay tính như vậy. À, thêm một cái vấn đề nữa là chúng ta tham khảo thêm, đó là à, cái cách tính đồng dông đồng tay thì người ta cũng có thể tính theo sinh lão bệnh tử. Ừ. Sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử thì cái này ai cũng biết rồi. Chúng ta cứ đếm sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử, nó vô sinh hoặc lão thì được ha. Hoặc là sinh trụ hoại diệt gì đó, tùy người ta đếm. Sinh trụ hoại diệt các bạn ha, bốn chữ nè, cái này hoặc cái này, đếm cái nào cũng được, tức là sinh được, lão được, bệnh không được, tử không được, sinh được, trụ được, hoại không được, diệt không được. Đó, thì cái nguyên tắc của mình là 4n cộng 1 hoặc là 4n cộng cộng 2, cái nguyên tắc đó là vậy các bạn ha. Thì 4 nào là 4 nè, là 4 hoặc là 2 lần là 8. 8 thì là nó sẽ vô tử hoặc là diệt, thì chúng ta cộng 1 nó vô sinh lại, hoặc là chúng ta cộng 2 là nó vô lão hoặc là trụ các bạn ha. Đó thì cái này chúng ta tìm hiểu thêm, chúng ta có thể kết hợp cả hai cái nguyên tắc. Kết hợp hai nguyên tắc, tức là chúng ta đặt theo trực. Đó, đặt đồng dòng theo trực. Cái này là cái quan trọng các bạn ha, để nó sinh khắc theo ngũ hành đó. Nó dân gian, ở dân gian thì chúng ta làm theo cái phương hướng đặt theo trực này các bạn ha. Nên mấy ông thợ cả, thợ mộc ngày xưa đó, chúng ta đặt theo cách này. À, đầu tiên bước thứ nhất là chúng ta phải thuộc lòng ở thứ tự 12 trực, rồi chúng ta tìm trực của gia chủ, xem gia chủ mạng gì thì chúng ta bắt đầu là chúng ta tìm trực của gia chủ đó theo cái câu nè: trâu vàng, chó lửa, dê gỗ, đất nước rồng, để chúng ta khởi cái vị trí kiến tại vị trí nào, tùy cái mạng của gia chủ đó các bạn ha. Tôi đã trình bày trước rồi đó. Rồi cái bước thứ ba nữa là chúng ta xem cái ngũ hành của trực. Chúng ta xác định cái ngũ hành của trực theo cái bài thiệu này ha. Có hết rồi. Xong rồi chúng ta phải xét cái sinh khắc của nó theo là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, ngũ hành tương sinh hoặc tương khắc. Sinh là được, không có để cho cái đòn dông hoặc đòn tay, tức là trạch chủ với lại vợ con nó khắc với nhau, sinh nhau thì được. Tương sinh với nhau thì được, mà khác thì không được các bạn ha. Đó, đây. Tới đây thì các bạn sẽ tự tính thêm, các bạn sẽ thực hành thêm về cái này. Là nó rất là đơn giản, các bạn cứ tính tới tính lui thì nó sẽ quen thôi. Đó. Chúc các bạn thành công. Xin dừng ở đây, video của mình sẽ dừng ở đây. Hẹn các bạn video sau, mình sẽ tính về cái hôm trước tôi có nói về cái tam tai đó, mình sẽ bấm trên cái đồ hình của bàn tay, mình sẽ trình bày cái đó với các bạn ha. Rồi, xin chào các bạn.